Xin chào các bạn nha, hôm nay là ngày cuối tuần của gia đình mình. Gia đình mình sẽ làm món cá nướng và món dồi nướng, và các bạn cùng mình theo chân của mình vào bếp để thưởng thức món dồi nướng và món cá nướng với mình nha. Xin mời. Để làm được món lòng nướng thì mình cũng có là hành này, với lại ngò rí, với lại cái này là rau mùi quế, mình đã rau húng quế đó. Mình đã băm cho nhuyễn rồi, còn có ớt nữa. Và cái nồi này là nồi tiết của mình. Này các bạn. Đây. Còn có đậu phụng nữa nha các bạn. Đây là gói đậu phụng, chút nữa mình sẽ giã ra nha. Để mình bỏ vô cho nó ngon. Đậu phụng tươi đó. Các nguyên liệu mình đã trộn sẵn vô với nhau, gồm có đậu phụng với lại thịt với lại rau và tiết nha các bạn. Mình sẽ đảo đều nó lên rồi mình sẽ nhồi vô ruột heo nha. Rồi mình tiến hành đây các bạn ạ. Đây, măng chồng mình đi hái về rồi nè. Rồi. Đó. Còn lòng mình mới vớt ra còn nóng hổi luôn. Chút nữa mình sẽ bỏ vô lò nướng nha các bạn ơi. Trời, nghe mùi thơm ngon luôn á. Có vị rau quế. Món dồi nướng của mình đã xong rồi. Ngon quá. Đó, cái công thủ đó bữa này hợp cùng mấy anh em. Bữa nay lại thêm bịch nữa hả? Đó, rồi đây là nướng của mình nè, món cá nướng với lại dồi nướng của mình đã ok rồi. Lấy cái nồi này. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào trong những video tiếp theo nha. Nướng cái này ngon.